Chào các bác nhá. Hôm nay bên em về được hai con EQ điện tử, hàng EQ điện tử Adesis, hàng xịn của Mỹ các bác nhá. Hôm trước bên em đã ba trước Tết này cũng nhập được một lô này. Nó nhiều hơn, nó rơi vào tầm hơn 10 con. Tuy nhiên lần này nhặt được có hai con thôi. Tuy nhiên đây là hàng năm còn zin. Hàng Adesis của Mỹ này thì là hàng thương hiệu rồi các bác. Nói về nó thì các bác không cần phải lăn tăn. Nói chung là chỉ sợ là có tiền không mua được nó thôi. Thực sự là cái hàng này nó cực kỳ là hiếm nhá. Hàng điện tử của nó này thì nó hiếm hơn cả hàng cơ. Hàng cơ thì lâu lâu vẫn gặp, nhưng mà hàng điện tử của nó thì rất hiếm. Mà dòng này thì đắt, cực kỳ là đắt luôn. Thì có hai con thôi. Thì tình trạng như sau nhé các bác nhé. Các bác có thể là xem chi tiết phần nội thất của nó nơi cái video trước đây em đã đăng. Các bác có thể lên gõ chữ Alexis DQ230 này thì sẽ là cái video trước đây. Thậm chí là bên nước ngoài người ta đã đăng rất nhiều cái con video này. Thì cái con EQ này thì hai con này tình trạng như sau các bác nhé. Thứ nhất là con thứ nhất này. Con thứ nhất này thì là tình trạng như sau. Đẹp, tức là không có bị dỉ xét cái gì cả. Mấy cái nốt này là bị bẩn keo đây nhá. Em cứ lau này, đấy, keo thôi. Đấy, keo không có dỉ xét cái gì cả. Đấy, hàng nguyên nhá. Đây, phía trước phía sau đẹp hết. Zin hết, chưa đụng mối hàn. Phía sau đây. Đấy, chưa đụng mối hàn. Có nguồn zin, nguồn zin luôn, nguồn theo máy luôn nhá. Theo các bác, theo luôn. Đấy, hàng zin hết. Mặt kính là đẹp hết, không có chảy xước, không có vỡ, không có gì các bác. Đây, phía sau đây. Đấy. Thông số của nó. Thì cái con này thì em chỉ bán là em bán con này là giá 4 triệu bác nhá. Có một con duy nhất là test ok hết. Test ok chạy hoàn hảo. Đấy, nguồn zin luôn, 4 triệu bao ship nhá. Một con. Con thứ hai này thì nói luôn là con này em bán thanh lý chỉ 2 triệu thôi. Nó có một số cái lỗi như sau. Thứ nhất là nó bị cái tai của đây nó bị sứt, cái tai như thế này này. Nó bị sứt. Sứt ra thì em cắt cụt luôn. Đấy, nó cắt cụt luôn như thế này. Đấy. Thứ hai nữa là cái mặt kính phía trước em bị vỡ một tí ở đây. Nó vỡ cái kính ngoài chứ còn phía trong là vẫn sáng đèn bình thường thôi nhá. Đèn vẫn sáng bình thường, không ảnh hưởng như là vỡ kính ngoài. Đấy. Về hình thức thì mặt trên của nó thì đẹp, không ok gì cả. Đấy. Mặt dưới thì nó bị dỉ xét một tí ở đây. Đây. Nó dỉ đây. Tuy nhiên là cái dỉ này nó dỉ ở ngoài thôi. Nó không ảnh hưởng gì về phía trong các bác nhá. Phía trong nó vẫn sạch sẽ nhá. Bo mạch không hề dỉ xét cái gì nhá. Vẫn sáng như mới, nó tóm lại là bo mạch không hề dỉ xét một tí nào. Đấy. Chỉ dỉ bên ngoài thôi. Và con này cũng có nguồn zin luôn, có nguồn zin đi theo luôn, không phải nguồn lai nhá, nguồn zin. Nguồn zin có chữ Alexis trên nguồn luôn đấy. Nguồn zin theo luôn. Con này thì nó có một cái lỗi như thế này. Em ngồi em tìm chưa ra cách mở khóa, nó bị khó các bạn. Dùng thì bình thường, tuy nhiên là chúng ta không thể chỉnh được, không thể chỉnh bắt tép được, không thể chỉnh các cái cần này được. Do nó đang bị khó. Mà em đã tìm cách mở nhưng mà tìm chưa ra. Có thắng là thế. Tìm chưa ra được cách mở của nó. Thì bác nào mà biết mở thì các bác lấy về các bác mở. Thì em bán giá thành lý là 2 triệu con này các nhá. 2 triệu. Con này em bán 2 triệu đang bị khóa. Còn nói luôn là bác nào mà chỉ em được cách mở khóa con này thì em tặng cho một cái thẻ cào 300 ngàn các nhá. 300 ngàn. Tặng luôn. Thì bác nào mà lấy thì về tự mở, còn nếu như các bác nào mà biết cách mở mà không muốn lấy thì chỉ cho em mở khóa được thì em tặng 300 ngàn. Và cái con này là em để em dùng luôn, em để em test đồ, tại vì là hàng này rất hiếm mà hay lắm, dòng này phải nói là cực kỳ là hay luôn. Cho nên mà tóm lại là nếu như mà mở được khóa thì em để em dùng, tại vì là cái số tiền khoảng 2 triệu thì chúng ta không thể mua được con EQ như thế này dù nó xấu đến cả gì nữa, thì dù sao nó vẫn là hàng zin nguyên bản luôn. Em chưa thực sự là bao cho các bác là soi lấy đèn kính lúp bác soi luôn, không có phải sửa chữa con gì hết. Đấy, hàng rất chi là xịn. Vậy các bác nhá, có gì liên hệ với em theo số điện thoại trên màn hình ấy. Bác ngắm lại hai con này cho em một lần nữa. Đấy, con trên và con dưới cực kỳ đẹp nhá. Và xin cảm ơn tất cả các bác nhá.